Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chuyên mục iPhone của mọi người có gì. Chuyên mục này là chuyên mục của bạn Mạnh, nhưng mà được rồi, Mạnh bị ngộ độc thức ăn nên là mình làm thay một số thôi. Vâng, và ngày hôm nay thì mình đã mời đến đây một nhân vật có thể gọi là xứng đáng với lại câu chuyện của cô ấy để có thể chia sẻ với cả anh em. Vâng, xin giới thiệu với anh em Mai Hoa đến từ S Channel. Xin chào tất cả mọi người, mình là Mai Hoa và mình đến từ chị MTV nhá. Hải Phòng represent. Hải Phòng gì đó? Hải Dương. Xin lỗi. Ok. Nhờ xin lỗi, giới thiệu lại. Hải Dương represent. Thế lý do vì sao mà Mai Hoa lại được mời đến đây là bởi vì chiếc iPhone mà Mai Hoa đang dùng là một chiếc điện thoại rất đặc biệt. Em có thể giới thiệu cho các khán giả của anh em TV qua một lượt được không? Xin chào tất cả mọi người. Nếu như mà mọi người hay theo dõi S Channel cũng như là kênh của anh Duy Thẩm hoặc là anh em TV thì sẽ biết là mình đây là chiếc điện thoại thứ tư của mình. Thứ tư? Tức là bị mất 3 máy liên tiếp với anh. Nhưng em đã đổi điện thoại 4 lần rồi. Thế thì nếu như mà anh em nào mà chưa biết thì Mai Hoa, cái chiếc iPhone này nó có một cái thiên sử đấy. Mai Hoa thì đã bị cướp mất, bị cướp ngay trên tay luôn, lúc ấy đang dùng đúng không? Đứng sát lề đường và đang ngồi trên xe máy, đang bấm điện thoại thì đấy, mà nhẹ nhàng lắm luôn anh ấy. Thế này em có nhớ cảm giác đấy, cảm giác đấy của em như nào? Mắt em với cả mắt cái thằng mà nhìn nhau. Nhưng mà mắt em bị cận nên là em không thể nhìn thấy mắt em không thể nhìn thấy mặt thằng đấy nó như nào. Nhưng mà lúc mà chúng nó mà lấy máy của em ấy, chúng nó đi chậm, chúng nó lướt qua em xong rồi chúng nó phóng theo. Mình vẫn qua đời nhau để làm nhau đó. Xong rồi. Ok lúc rồi, tiếp đi. Mà em phát hiện ra là em bị cướp xong em mới kiểu hô cướp. Thôi lấy đi, tao mua iPhone 12. Đây là chiếc điện thoại thứ tư của em rồi đúng không? Thì cái thói quen mà em sử dụng cái máy này nó có khác gì so với lại những cái máy trước đấy không? Khác nhiều ạ. Nói chung là ngày xưa thì em sẽ để màn hình điện thoại các thứ. Nhưng mà bây giờ thì thôi thì... À đây, cái màn hình của em là màn hình gọi là mặc định luôn đúng không? Đúng rồi, mặc định, em không thay gì cả. Nhưng mà tại sao lại như thế? Anh nghĩ là kiểu các bạn nữ thì thường sẽ để, ví dụ như Mộc Thảo chẳng hạn, số trước bạn để hình thần tài. Em đúng xem không? Rồi. Hay là đấy, xong rồi là có những bạn nữ mà để hình gấu, hình chó, mèo các thứ. Thế tại sao em lại để hình này mặc định? Không, kiểu em nghĩ là bị mất nhiều quá rồi, em đau quá rồi, em không đủ sức lực để em thay cái gì hết ạ. Thế là kiểu em bây giờ em bung xuôi thôi đúng không? Thì thôi cứ để cho như mới để cảm giác như là sẽ không bao giờ mất nữa, tại vì máy nó luôn mới. Em có dùng điện thoại nhiều không trong ngày ấy? Tức là ngày xưa nhá. Trong ngày thì em dùng khá là nhiều, tại vì bây giờ em có thói quen là đi đâu thì sẽ quay lại để làm reel. Mọi người lên Insta của tôi nha. Anh em nào mà chưa biết thì Mai Hoa không phải là một TikToker mà là một Instagrammer rất là nổi tiếng. Chỉ làm reel thôi. Đấy, hãy subscribe channel của Mai Hoa á. Thế thì bình thường là em quay video rất nhiều đúng không? Tại vì reel mà, đúng không? Vâng. Quay video các thứ thì hiện tại là bây giờ em đang có bao nhiêu cái ảnh cũng như là bao nhiêu video rồi? Đây nhá. Ui, là 1485 ảnh và video. Đây, bao gồm là 840 ảnh và 645 video. Mà mới dùng được có bao nhiêu? 2 tháng. Đấy là em còn xóa bớt rồi. Mà nếu như mà các bạn vào cái mục đã xóa gần đây của Mai Hoa thì nó sẽ có khoảng tầm là hơn 1000 cái. Tính tổng tất cả các thứ trong dung lượng bộ nhớ của Mai Hoa đang là vào khoảng tầm gần 3000 ảnh và video, đúng không? Nói chung là cũng quay dựng cũng khá là nhiều. Bây giờ là nhân tiện chúng ta đang nói chuyện về ảnh ọt các thứ. Thì để cho cái video này nó đỡ dài dòng thì bây giờ anh sẽ cho em 2 cái thử thách. Đấy. Được không? Sẵn sàng chưa? Chê. Rồi ok. Rồi ok. Bắt đầu thôi. Ok, thì ở đây anh có 4 cái thử thách. Em chọn ngẫu nhiên từ 1 đến 4. Cái nào dễ nhất? Ô, cái nào cũng dễ. Gợi ý đi, gợi ý. Không, cái nào cũng dễ. Thế anh thích số mấy? Anh thích số 4. Thôi, nghe lời anh chiều nhá. Okay. Số 4 đi. Số ok, 4 là gì? Rồi, số 4 nhá. Thử thách số 4. Em hãy show video đã like ở trên TikTok. Trời ơi, dễ. Mọi người ơi, ngày xưa ấy, cái chiếc máy đầu tiên mà em mất ấy, em còn trả để bát cơ. Yeah, boy. Tất nhiên rồi anh, chờ anh nhìn mặt em uy tín này mà. Ok, rồi. Bây giờ nhá. Em like linh tinh không? Bây giờ anh sẽ cho mọi người xem nhá. Cho mọi người xem được không? Ok. Ok, thử nhá. Tại vì xem gì đâu. Xem thử một vài cái nhá. Cái này là vừa like. Ui, cái gì đây? Cái này anh nhìn dòng chữ. Kiểu như là xem, nói chung là em có thói quen là xem cái nào là em sẽ like hết những cái đấy. Ok.
Sao lại là những địa điểm cái gì đây? Nên check in là thế nào? Mọi người ơi, tôi là hủ nữ mọi người ạ. À, em là hủ nữ à? Ok rồi đấy. Các bạn lại chúng ta đã biết được một cái thông tin rất là hay ho về Mai Hoa đúng không ạ? Rồi, tiếp này. À, đây là phim. Phim Nhật à? Ừ. Dây AV đúng không? Không anh, đây là cái gì đây? Thì là Japanese video gì nữa. À vâng. Đổ với ông. À, thế nhưng mà đấy mới chỉ là cái thử thách đầu tiên thôi. Rồi. Cái thử thách tiếp theo em chọn số đi, từ 1 đến 4. Số 2. Ok, thử thách số 2 nhá. Cái gì đây? Em hãy... À đây, cái này thì thử thách này là cả anh và em đều làm. À, chết rồi hình như bây giờ này. Show 3 bức ảnh trong mục đã xóa gần đây. Ok, bây giờ anh sẽ lấy điện thoại của em, còn em sẽ lấy điện thoại của anh, được không? Thực ra mình cũng không có gì đâu mọi người ơi, tại vì okay. Cái máy điện thoại... Nhưng mà em có quyền chọn. Cho hỏi là album ảnh ở đâu nhỉ? Album ảnh đây. Đâu? Cái gì đây, ngu thế đây. Đây. Đây mọi người, anh chưa mà bảo tôi ngu. Đâu? Dạ, yeah, đây. À, okay. Đã xóa gần đây. Đâu? Đừng vào cái mục bị ẩn nhé. Ok. Hả? Này, mọi người. Mình chơi khô máu luôn nhá, okay. Mình còn không có mục bị ẩn hay gì cả. Đây mọi người ạ. Một cái là video có mặt mình. Lên biết anh Triều nói thế thôi, còn hôm nào mà anh Triều nhờ mình sẽ bảo, hôm nay em có xinh đâu mà phải thế. Là mình thấy rằng là đối với mình thì là xấu nhưng đối với Mai Hoa thì là dễ thương. Đây, cái ảnh này. Ảnh Mai Hoa tự làm meme. Và cái ảnh cuối cùng là ảnh Mai Hoa, chắc là Mai Hoa đang quay vlog. Mình thấy rằng là cái mặt góc mặt này đáng lẽ là không nên. Ok, nó không nên cho lắm, ok. Đấy, thế là hai cái challenge rất là nhanh dành cho Mai Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chiếc iPhone của cô ấy. Rồi, quay trở lại với chiếc điện thoại của Mai Hoa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về cái thói quen dùng điện thoại của bạn ấy nhá. Có một cái thói quen mình tin chắc rằng là các anh em cũng giống Mai Hoa, đó chính là đặt báo thức. Em có thể show cho anh xem về cái phần đặt báo thức của em không? Em đặt báo thức như nào? Cái chiến thuật thức dậy của em nó là như nào? Thực ra em cũng chưa check lại. Nhưng mà ngày xưa ấy, ở cái điện thoại cũ thì cứ cách 5 phút là em sẽ đặt. Cách 5 phút à? Tức là ví dụ là 12 giờ em mới dậy. Nhưng mà em đã đặt được 9 giờ rồi. Sao okay. Em cứ để đến thế thôi? Cho anh xem cái danh sách báo thức của em đi. Đây. Thế này là còn ít tại vì máy này là máy mới. À, thế là bình thường là cứ 5 phút. Đây, 5 phút, còn tuần là tách. Nó sẽ là một cái danh sách nó rất là dài luôn. Uầy, đây. Sao em làm gì vào lúc 4:50 sáng? Ví dụ như là những hôm nào mà về quê thì thì sáng sớm là 5 giờ là em đã lên Hà Nội rồi. Là em sẽ đặt lúc cái này là sớm nhất. Còn đâu bình thường thì em thức dậy vào tầm 12 giờ trưa nha. Rồi. Bây giờ chúng ta đến câu hỏi tiếp theo nhé, cho anh xem cái phần trăm pin của em đi. Đây. Phần trăm pin của em bây giờ hiện tại đang còn bao nhiêu? 55% vào lúc 4 giờ chiều. Và cái điện thoại iPhone 12 mà Mai Hoa đã mua ấy, thì là iPhone 12 cũ. Và cái tình trạng pin của máy là bây giờ vẫn còn là 100%. Thực ra cái này thì nó cũng hên xui, em cũng không biết nữa. Kiểu thông xanh thôi đúng không? Rồi, em mua ở đâu? Em mua ở 7S. Ok, thế thì nhân tiện là nếu như bạn nào mà cũng muốn mua iPhone 12 của 7S thì tại sao chúng ta không truy cập ngay vào đường link bên dưới đúng không ạ? Điện luôn. Rồi, thế thì quay trở lại với chiếc điện thoại của Mai Hoa thì bình thường nhá, là khoảng tầm đến bao nhiêu phần trăm thì em sẽ sạc pin? Thực ra là từ ngày mà dùng chiếc iPhone 12 mua ở 7S này ấy, thì em thay đổi thói quen, em nghĩ là lành mạnh hơn. Nghĩa là ngày xưa là một cái thói quen khác, còn bây giờ là một cái thói quen khác. Ngày xưa ấy là chỉ cần đến 90% thôi là cảm thấy rất là ngứa ngáy tay chân và phải đi sạc ngay lập tức luôn. Cái gì? Đến bao nhiêu phần trăm? Em có thể nói lại không? 90%. Nói lại con số đi đâu? 90% đấy mọi người. 90% đã sạc pin nữa hả? Tại sao lại như thế? Em không biết nhưng mà kiểu cảm giác em thích là nó kiểu lúc nào cũng phải full, lúc nào cũng phải đầy. Nói như thế để cho anh em có thể thấy được rằng là cái thói quen sử dụng điện thoại của mỗi người cũng như là thói quen điện thoại các chị em là nó khác chúng ta rất là nhiều. Đấy. Rồi, thế thì em có bao giờ em vừa dùng máy em vừa sạc pin không? Ví dụ như kiểu là chơi game hay là các thứ chẳng hạn. Em không chơi game. Rồi, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì chúng ta vẫn còn ở đây hai thử thách nữa để dành cho Mai Hoa. Em chọn số đi. Ban nãy là 2 với 4 rồi, còn 1 với 3. 1 ạ. 1 nhá. Show lịch sử duyệt web của Mai Hoa. Duyệt web á? Nói chung là... Em có tìm kiểu vớ vẩn không? Không. Ví dụ cái trang web như kiểu là... Không. Em không như anh, em không dùng ẩn danh như anh. Safari của Hải Triều luôn để tab riêng tư. Máy mình thì mình cứ dùng thoải mái thôi. Ok. Đây nhá, YouTube này, S-Channel này, Anh Em TV này, Hải Triều này. Đấy, kiểu em sẽ hay xem của mọi người. Kiểu ủng hộ đúng không? Rồi, thế thì cuối cùng cũng rất đơn giản. 3 bức ảnh trong điện thoại của em mà em tâm thích, đắc nhất. Thích nhất à? Tâm đắc nhất, em có thể show cho anh xem được không?
Thôi mọi người ơi, mình xin bạn phép là mình lên Facebook mình chọn được không? Ok, ok. Rồi đây đây, nhanh nhá. Ok. Ok, đây chính là ba bức ảnh mà bạn Mai Hoa bạn tâm đắc nhất. Ta da. Ok, rồi đấy, trong video ngày hôm nay thì mình đã mời đến đây một cái nhân vật mà rất là thú vị đúng không ạ? Bạn Mai Hoa đến từ S Channel và mong rằng là qua clip này thì anh em cũng đã hiểu hơn được về cái thói quen sử dụng điện thoại cũng như là chiếc điện thoại có thể gọi rằng là cực kỳ sóng gió của Mai Hoa. Và cảm ơn anh em đã xem đến đây. Mong rằng là anh em sẽ có những cái khoảng thời gian thật là thư giãn. Và nếu như mà anh em nào mà đề xuất nhân vật tiếp theo thì xin phép là hãy để lại comment ở phía bên dưới. Còn cảm ơn anh em. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye.